Oh.
Thơm nhỉ? Ngon quá. Thơm lắm. Ăn nó dai dai. Mùa đông này ăn này ngon đấy. Lạnh như này. Hôm nào Tết làm này anh ạ. Ngon. Lạnh nhỉ? Dạ. Này lạnh quá. Cái này chừng nó ngồi gần bếp củi thôi. Ấm. Này hôm nào làm món hôm nào làm chả em ạ. Chả thơm. Gió lạnh. Như rất nhiều đường ăn nói. Bên ngoài nó giòn giòn nhỉ. Bên trong nó mềm.